chào ông bà cô chú, chào đại gia đình của Chánh trên kênh gia đình Anh. Đây sáng ngày hôm nay thì Chánh với Thảo với Ryan, Chánh với Thảo với Ryan sẽ đi cùng đi coi nhà để coi mình coi cái giá cả như thế nào, rồi coi Thảo có thích không, với lại để hai vợ chồng có biết được cái giá, rồi biết được cái kế hoạch mình coi sẽ như thế nào nha. Thì cái khu này hai vợ chồng mình đi thì Thảo em thấy sao em? Em thấy ở đây yên tĩnh nè, nhưng mà để mình xem rồi coi giá cả như thế nào. Rồi ok mời cả nhà mình cũng đây. Khu này là gọi là Selinantro, khu này mới xây. Đó, à, mình cũng liên hệ với bác Sơn. Bác Sơn là bác hỗ trợ đi tìm để chỉ nhà cho vợ chồng mình coi á. Thì hai vợ chồng mình đi. Khu này mới xây không bà cô chú. Thì nhà ở Mỹ bắt đầu người ta xây cái chỗ này, người ta cũng gọi là kinh đồ. Đó, đây. Đó, nhìn rất là sạch sẽ, rất là mới luôn. Đó, đường xá thì rất là ok, thì Chánh cũng ưng, rất là ưng, nhưng mà quan trọng là mình coi rồi, để coi cái điều kiện kinh tế của mình. Hello bác Sơn. Đó. Quay rồi sẵn cho ba mẹ Việt Nam coi luôn. Rồi tí nữa mình hỏi bác Sơn về cái tài chính sao, để mua sao, bỏ vô bao nhiêu, mình cái gì mình cũng phải có cái kế hoạch á. Đẹp lắm. Đây là cái khu này gọi là Maple Land hả bác Sơn hả? Maple Land đó. Lá phòng. Đây ở trước, đây là trước cái khu này nè bác cô chú. Mình coi căn 4 phòng ngủ hả bác hả? Gần đây có trường học tốt không bác Sơn? Đứng im trong. Đây, đường phố này nhìn đã rất là yên bình. Chính nghĩ là Thảo sẽ thích. Bác Sơn bán được mấy căn ở đây rồi? Trong này có người Việt không bác Sơn hả? Bác Sơn nó có người Hoa với lại người Việt luôn. Với lại trong đây kiểu như là yên tĩnh, với lại người ta không có dạng như là an ninh, không có tội phạm. Đây, bác Sơn mình là chuyên rất là nhiệt tình nha mọi người. Cả nhà mình mà ai có mua nhà ở Auckland á, hay là ở bất cứ đâu ở phía Bắc Cali này là liên hệ bác Sơn. Bác Sơn hỗ trợ rất là nhiệt tình luôn. Đây. Hồi bữa căn mình coi căn plan 3 hả bác Sơn hả? 4 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm. 3 cái story luôn, hai cái gara, có gara riêng đậu được 2 xe. Rất là thoải mái luôn, nếu mà một cái gia đình lớn ở vẫn rất là ok. Anh ơi. Đó như cái căn này nè. Căn này cả nhà mình thấy đẹp không? Căn này là 700 mấy chục ngàn. Ủa bác Sơn. Bác Sơn ơi, cái plan 1 này bữa con với bác là hỏi giá là nhiêu bác? Căn plan 1 nè. Bây giờ nó lên tới 830 vậy đó. 830. YouTube. Watch out man, watch out. Bữa con với bác hỏi là 700 mấy mà. 790. Căn đầu tiên 709 và mua bác mua cho khách có 770 thôi. Chơi. Bữa nay giá lên. Lên nhà. Quan trọng là mình ở trước người ta trồng cây cỏ rất là đẹp nè. Dạ. Đây. Em thích màu xanh ở căn này, như là mấy phòng ngủ ta? Đó, người ta xây sẵn hết rồi, cẩn thận xe nha anh. Người ta xây sẵn hết rồi, mình không có được lựa. Mình thích căn này nè. Chánh rất là thích căn này nè, đó. Căn này bữa nay nó lên bác Sơn, giá của căn này là nhiêu bác? Hiện tại nó đang hôm trước là 927, bây giờ còn 927. 927.000. Giá hơi chát, quá chát luôn. Nhưng mà nếu mà để xứng đáng lắm, cả nhà mình vô coi xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra lắm. Ở khu vực phía Bắc Cali này nè. Đậu được hai chiếc xe trong nhà. Đây. Cái này là mình có thể biến nó thành một phòng ngủ nè. Đó, mà cô chú mình thấy không? Đóng cửa lại không bác Sơn hả? Có đóng cửa lại không ta? Đó, trong đây là một cái phòng ngủ là dư sức luôn đó nha. Đó. Ồ, trong đây có nhà tắm luôn nè. Này giấy tờ xong chắc 1 triệu quá bác hả? Chắc có vậy mình phải giấy tờ. Phải giấy tờ xong tên thế này nọ nữa đúng không? Ở đây thuộc về một phòng ngủ, một phòng tắm với ở đây tủ quần áo. Ở đây plan của nó là cho trả bao nhiêu năm bác?
mình 20 năm, 30 năm, 30 năm thì hay hơn. Cái căn này là 8, 9 này, số nhà là 8. Đây là nhà mới hoàn toàn luôn đúng không bác? Mới xây lên luôn. Mới xây luôn, quá đẹp luôn. Mới được có mấy tháng thôi. Là giá được 30 ngàn. Cái plan qua này mình nhiều lắm. Có solar luôn đó nè. Solar cộng vô luôn. Anh làm gì? Ở trên lắp nó có điện năng lượng mặt trời luôn. Trời ơi, hình hay quá. Đi con, đi con, đi coi tiếp với ba với ông kìa. Hay là phòng thứ hai hả bác? À, đây là chỗ để đồ. Hồi này để tủ quần áo. Còn đây là cái gara để xe. Cái là máy nước nóng. Sáng nay uống cà phê, chỗ để xe á con. Anh có thích không? Dạ thích. Đó, mở xe lên. Dạ, này là căn hàng chỉ thôi, có thể gì thôi chứ không làm nữa. Là mình tự làm, tự làm. Mình tự quét lại hả bác? Quét sơn là gì làm? Bây giờ sơn thôi chứ. Bây giờ sơn. Cái bên đây là có cái plaza, tiệm nail, buôn bán, có ăn, nhà hàng, cái gì cũng có. À, cái này là cái bên đây là tiệm nail. Với lại một cái chỗ bán đồ ăn uống. Xá, kêu một cái thương xá. Bên đây cái bưu điện, đây là bưu điện. Dạ, biết nói tiếng Việt rồi, đây là bưu điện. Bưu điện. Dường quê có tiệm nail luôn kìa, mở 7 ngày một tuần luôn nè. Đó. Đấy là yên bình không? Khu này mới xây. Vậy anh thích không? Anh thích. Anh ơi, anh có thích nhà này không? Thích không? Anh thích nhà này không? Đứng dậy con. Dơ đó, anh dơ đó anh. Anh. À, ở đây có cái máy điều hòa không khí luôn, AC đó. À, máy điều hòa không khí hả bác? Bữa hôm mình có mở coi nha, cái cửa đúng không nè. Dạ đúng rồi. Cái này là cái cái lan can á cả nhà. Ừ. Có lan can không? 3 tầng luôn. Ồ, đây là 3 tầng luôn. Cái này là đang kiếm bao nhiêu phần trăm bác? Có người mình làm 20 trở lên. 20 trở lên, 30. 30 thì còn có, 30 thì nếu mà 1 triệu thì tính là 300 ngàn. 300 ngàn. Mình vay 700. Mình đang học nhiều thì dễ thì mua nhà cái số tiền lớn như vậy là phải vay được. Anh ơi. Chứ gỗ có chuyện gì, nước nước hay gì đó là lắp hết luôn cái nhà luôn. Và đó đó. Có nước gì. Giữ. Cái hai cái xe rộng ghê luôn ha. Dạ. Dư sức luôn. Ok, vô đi con. Có nhìn tay nhau rồi. Từ từ đi. Mang giày thẳng. Tôi muốn gửi thẳng, muốn gửi giày không có công ha. Anh ơi, dơ. Giờ mình lên trên lầu. Mình lên trên lầu à? Lên trên lầu không có thêm hả? Đi lên coi nhà nè. Ôi, nhà mới anh thích không? Anh không thích hả? Dạ thích. Wow. Cái này là mình tự làm trang trí tiếp á. Đây là nhà bếp. Đây là nhà bếp, phòng ăn, phòng khách luôn. Phòng khách ở bên này nè. Ồ, có cái lan can nè. Chính giữa là cái phòng ăn, cái đó là cái island. Nhìn cái view đẹp quá chừng luôn. Cái view nhìn thấy sao em? Mẹ ơi. Mẹ đi lên đó ha. Rồi anh đi theo lên đó đi. Cái này là căn này uống không anh? Anh bên đây là nhà vệ sinh hả anh? Dạ đây. Đây là thêm một cái nhà vệ sinh ở tầng thứ hai mình mới bước lên nữa. Anh đợi xíu nha. Con đợi xíu mẹ đi con nha.
cái nhà bếp rộng quá, có cái bàn đảo ở giữa. Đợi từ từ để mẹ quay cho bà cô chú coi nè, với bà nội với ông nội coi nè. Ở đây là cái chỗ để đồ. Em không có lo gì sửa nhà sửa đây không nha, để xài điện nha. Điện hết rồi, điện hết đâu cho xài gà xài này. Trong này cũng điện luôn này, có hai bên giống nhà thôi. Tính ra Việt Nam là 23 tỷ á. Bên này không có cái ổ điện luôn. Đi đi nè, phải đợi ba với lại ông dắt mình lên chứ mẹ đâu biết đường đâu. Phải đợi ông á, ông dắt con lên nữa. Rồi. Nghĩa là ở trên lầu 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Đúng rồi. Ở dưới đất phòng. Vậy những cái căn là bữa con với bác đi coi ha. Đúng rồi, đi chơi này. Rồi rồi. Muốn đi lên á, đi lên á. Đi lên ta. Đâu lắm. Chìm té nghe chưa? Có khôn không? Cái chìm té cho đi học. Chị nào đi. Dạ thì con nói đợi để coi cái gánh mình đang coi cho được, nếu mà được mua nhà. Tính sao nha. Cho nó đi học cái chỗ khu cho nó tốt á. Đúng rồi, đúng rồi. À đây là một phòng ngủ nữa. Ủa, không có ở đây toàn là view, nhìn ra view rất là yên tĩnh luôn không bà cô chú, với lại view nó cũng đẹp lắm. Ồ, ở trong đây cũng có thêm một cái nhà vệ sinh lớn nữa. Đây một cái nhà vệ sinh. Anh ơi, bên phòng này có nhà vệ sinh to lắm nè. Ừ, nhưng mà cái phòng ngủ á, cái chuyện diện tích phòng ngủ hơi nhỏ. Cái này thuộc về gì? À, master, đây là master. Đó, nhà vệ sinh to lắm. Cái nhà vệ sinh nó to hơn phòng ngủ đúng thiệt luôn anh. Còn ở ngoài đây là có thêm một cái nhà vệ sinh nữa, riêng để cho hai cái phòng bên đây sử dụng. Anh thích nhà này không? Cái gì nhỉ? Ừ, cái đó mẹ không thích nhà này không? Con thích nhà này không? Thích. Dạ thích. Cái này của ai? Biết thích khôn ghê. Cái đó của người ta đó. Phòng nhà mình nếu mà mua. Hả? Anh đâu rồi? Không, đây là phải của anh đâu, cái này nhà của người ta. Một người, I'm sorry con. Dạ. Một người qua là hai chồng. Người ta không có ở đây, người ta này nhà này người ta bán á. Anh có tiền để mua nhà này không? Để kiểu này nè, để xem cái này. Dạ có hả? Tủ nhỏ bên đây còn cái này. Ê trời. Căn này là còn một căn đi dưới thôi hả? Đâu còn căn nữa, căn số 7 này. Ôi trời. Ba chàng té đó. Ủa còn một căn 18 luôn. Dạ dạ. Nhưng mà căn này lớn hơn, căn 1 triệu tới 1 triệu mắc hơn. Tại vì nó hình như nằm ngay góc bên đường, không nhìn cũng được hơn. Chút xíu đi, chút xíu thôi. Coi đây. Con có thích căn này không? Con chọn căn này hả? Trời ơi. Đợi ba với ông nữa. Nha. Ba ơi. Ơi ba này. Ông ơi ba ơi. Biết nói chuyện nhiều dữ lắm rồi đó. Ba ơi. Hả? Đi thôi, đi qua nhà khác nè anh. Đi coi nhà khác thôi. Từ từ. Rộng quá hả con? Con phải từ từ đi nha, không có chạy nha. À, anh dẫn. Mình phải đi con đi lên. Ê, không có tháo đó ra của người ta. Cái này là cái nhà mẫu nè ông bà cô chú. Đã trang trí sẵn. Quá đẹp. À, bằng đi lắc nè. Cái này là tủ quần áo này đó. Tủ để mà treo dàn dép với dạ. Con muốn coi hả? Anh ra nè, để ông ra nè. Thích coi cho giờ anh coi. Anh kể nó đi. Đi rồi anh đi đi, đi qua nhà khác nè. Anh thích căn này không? Con thích căn này hay thích căn kia? Đó, con đi thẳng lên lầu coi luôn. Đi con. Đó. Cái căn này là căn mẫu nè ông bà cô chú. Cái này là người ta trang trí sẵn hết cho mình luôn. Trang trí sẵn này đẹp ha. Đó là mình mua về mình có thể trang trí tương tự giống như vậy. Thoải mái ha.
800 mấy bác? Nó khoảng 830-840. 830 ngàn. Đây là đồ trong gì? Đây là cây. Này giờ có 500 ngàn bỏ vô là lấy ở rồi. Dạ. Yeah. Mình bỏ vô càng nhiều mình vay nó càng dễ. Dạ. Sẽ nó đơn giản hơn. Nhà vệ sinh. Đó đúng rồi, người ta không cho ra té đó con ha. Ở ngoài có cái ban công. Ừ, cũng đẹp rồi. Đúng không? Dạ. Chỗ này nãy mình đi bộ đó. Rồi anh lên nè, anh lên lầu. Lên lầu coi tiếp nha. Đi lầu nó để hai. Thích không em? Dạ thích. Trên lầu nó hai cái master luôn nha hả? Phòng tắm ở trong phòng ngủ luôn. Đó, mẹ đi lên. Đi lên coi nha. Người ta trang trí đơn giản mà đẹp lắm luôn á cả nhà. Đó. Đây là phòng ngủ nè. À, vô phòng hả con? Con ngồi ghế đi. Nè, hai mẹ qua đây mẹ coi có một phòng nữa nè. Anh đi theo mẹ không? À, người ta trang trí đơn giản mà đẹp lắm nha cả nhà. Mà phòng này, nhà này thì chỉ có 3 phòng ngủ thôi. Phòng nào cũng có nhà vệ sinh riêng. Đây, căn này là 1.200.000 nè ông bà cô chú. Đó. À, nó sẽ hai mặt tiền. Góc hai mặt tiền đẹp ghê, rất là sáng sủa. Mê. Đi con. Đi rồi nó. Ba ba Chánh Vĩnh Hình nha ba Chánh. Cái này y chang ở Việt Nam mình là xây liên kế liên kề vậy đó. Tổng 39 căn. 39 căn nữa nó bán hơn. Đi con. Đi con. Cái đó không phải cherry đâu, tí nữa ba mua cherry cho ăn. Cái chôm chôm. Không phải chôm chôm luôn, ở bên Mỹ không có chôm chôm. Ở bên Mỹ đâu có chôm chôm không con. Vô ra khó. Đây là cái sân, cái này là cái này là để cho mình ngồi mình chơi. Đây là ngoài trời, nếu mà ai ở trong đây ông bà cô chú thì cái chỗ này để sinh hoạt. Con coi kỹ chưa, nó làm xong chưa? Chưa. Ờ vậy nó chưa xong, chưa xong. Thôi chưa làm xong. Nhưng mà không sao, cái thôi thì rắc rồi. Cái này như là xong rồi, nó chỉ sợ dơ nữa. Cái này như là phòng ngủ luôn hả bác? Mới trang cái căn nãy mình coi đầu tiên đó. Phòng ngủ với lại cũng tương tự. Tủ quần áo. Với lại phòng tắm luôn á. Garage là ở đây. Dạ. Đó, cũng để được hai chiếc xe ha bác. Đúng rồi, đi trang luôn. Người ta đang làm. Cầu thang đi lên. Đi trang căn đầu tiên một con. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. À cái này thì nó chưa có đưa đồ vô nhiều, kiểu như là nó chưa tháo ra luôn. Rộng. Cái xà nó làm xong rồi. Đó ha. Dạ. Con coi kỹ là bao nhiêu square. À cũng bằng á. 2017. Cũng rộng thế luôn á. Dạ quá rộng luôn. Đó trên lầu là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm trên lầu. Dạ. Ở dưới đó 1 phòng, đó là 4 phòng ngủ. Kia là sát mặt đường, còn này là ở trong nên nó yên tĩnh hơn. Yeah. Cũng hai mặt tiền luôn.
Dưới đây thì yên ổn hơn, trong này thì yên ắng hơn ha. Đi lên đi hả con? Con thích căn này không? Dạ căn này cũng thích đó. Căn này cũng thích đó. Ba nó thì chưa có tiền, căn nó cũng thích đó. Căn này nó không thích lắm. Wow, sáng kìa luôn ha. Chẳng hạn. Dạ. Cái này master bedroom nè. Dơ rồi nơi người ta chưa có hút bụi nha con. Đứng dậy, dạ thì đứng dậy. Ủa cái nón đâu rồi con? Ba cánh gầm rồi. Dơ anh. Cũng giống tương tự như cái phòng căn đầu. Ủa mà khúc này là xây xi măng hả bác? Nhà này nè. Cái nào? Nhà nào cũng xi măng hết mà xong rồi nó sơn lên thôi. Dạ. Nó xi măng xong trước mà nó sơn nó gì đó. Nó phun cái sắc rồi ra. Cái này là phun chứ đâu có chét đâu đúng không ba? Nó cái nhà giáo nè. Nó làm tường với lại sơn này cái đó đó. Đó. Đó cái ngõ nó là ngõ 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 là cái này một dễ thì ba tránh cho anh coi với ba tránh đó anh coi đi, nhà người ta xây kìa đó, anh thấy xây nhà chưa? Dạ. Mình còn sao con thấy căn này nha, muốn coi nữa, coi một căn nữa. Dạ coi căn này được rồi bác. Mình coi thì mình biết cái góc của nó. Ê xin lỗi, sorry con. Không, chú ơi, hai vợ chồng tránh đi vô trong chợ, bây giờ đi vô trong chợ để mua ít đồ á. À, sau khi coi nhà xong hai vợ chồng đi chợ vô đây thấy nè ông bà con chú có cái gì không đây. Từ từ rồi trả tiền nữa, mình mới mở được con tính tiền. Ủa, cái này mở sao nãy bên mới mở đây nè ông bà con chú, trái điều bịch có 3 trái à mà 5 đồng 59 chị chơi. Còn cái kia nữa kìa anh, lá chuối rồi. 100 mấy ngàn mà chỉ có 3 trái điều thôi mà có luôn cái hộp luôn. 4 trái. Cái này ở Việt Nam ha, Chanh nhớ ở dưới quê Chánh Long Khánh á, dục đầy luôn tới mùa điều hả, dục mà dẫm luôn á, rồi phải đốt nữa. Cho nó phải từ từ đến mua đồ xong rồi tính tiền nè. Cái lá chuối. Để mẹ mua đồ xong nha. Cái đó mẹ mua cho mẹ đó. 4 đồng 69. Chút xíu vậy nè. Trời ơi mà lá chuối đông lạnh nha, lá chuối nha, 100 ngàn bịch lá chuối vậy nè. Trời ơi nha. Tại bên đây không có cây chuối hả ta? Trời ơi trời, cái này mà mình thấy, anh thấy mấy triệu đô la trong mắt anh ở Việt Nam luôn á, lên cái núi sau nhà á. Lá chuối quá trời trời, với trái điều quá trời trời luôn. Không làm gì cho hết. Lạnh hả con? Con lên đây đi. Bà ẩm mà lên đây cho mẹ. Ok, rồi đi lên bàn đế nè. Mỏi chân rồi phải không? Ok, mỏi chân này đúng không? Ok rồi thôi, cả video hôm nay cũng đã dài rồi. Cảm ơn bà cô chú mình đã đồng hành với vợ chồng của Chánh hôm nay. Thì cũng hy vọng thôi, hy vọng là nếu mà được thì hai vợ chồng mình cũng có thể mua được một căn nhà. Hy vọng thôi nha bà cô chú, chứ mình cũng không có. Hôm nay là mình đi coi ông bà cô chú cho, nhưng mà bác Sơn dắt mình qua rồi mình tham khảo thôi. Dạ, mình tham khảo với lại bác Sơn dắt mình qua cái khu nhà đó là do mới xây hết hoàn toàn luôn. Đó, giá nó cũng hơi tương đối là cao đó, phải ở nguyên một đại gia đình đó. Đó. Còn nếu như mà hai vợ chồng mà mua, mà nếu mà chỉ có hai vợ chồng thôi thì mình sẽ mua cái giá nó thấp hơn ạ. Cảm ơn bà cô chú đã luôn theo dõi và ủng hộ gia đình hình nha. Ông bà cô chú cho gia đình hình xin một cái nút đăng ký nghe cái tên nha bà cô chú. Cảm ơn bà cô chú nhiều.